Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Nghị quyết số 10 năm 2023 vừa được kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 16 thông qua, quy định mức thu phí lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, mức thu phí lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình bằng 60% mức thu đối với từng loại phí lệ phí quy định tại các nghị quyết do Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành còn hiệu lực thi hành. Nghị quyết được áp dụng đối với các tổ chức cá nhân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình, trừ những đối tượng được miễn phí lệ phí theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và các tổ chức cá nhân liên quan. Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường mạng. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2023. Trên 4 tỷ đồng là số tiền Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai đã chi trả cho 672 người hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023. Hiện toàn tỉnh có 2.715 đơn vị với hơn 60.000 lao động tham gia đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền 11,6 tỷ đồng. Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai, việc chi trả các chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng đa dạng hóa các hình thức chi trả tạo thuận lợi cho người lao động. Ngoài việc chi trả chế độ, Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng chi hỗ trợ cho các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro liên quan đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chi hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Nắm bắt nhu cầu của thị trường, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã làm chủ những mô hình kinh tế mới mang lại lợi nhuận cao. Câu chuyện về nuôi ếch thương phẩm của hộ ông Lý Văn Minh, thôn Luồng Láo 2, xã Cốc San, thành phố Lào Cai trong phóng sự sau đây là một ví dụ điển hình. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Xuất bán 20 tấn ếch thương phẩm là mục tiêu ông Lý Văn Minh đặt ra trong năm nay. Hàng ngày, ông Minh dành thời gian bên các bể nuôi để chăm sóc những lứa ếch mới nở cho tới ếch thương phẩm chuẩn bị xuất bán. Và thời điểm này đang là mùa bận rộn nhất trong năm. Con ếch thì nó chỉ được mùa xuân và mùa hè thôi. Còn từ mùa sang thu và vào đông là con ếch này không phát triển nữa. Thường là mỗi một năm là cho được hai lứa. Nếu mà nuôi thương phẩm, nuôi chuẩn của nó là được hai lứa một năm. Sau thất bại khi lựa chọn một số mô hình kinh tế không phù hợp, năm 2008, ông Minh quyết định đầu tư bể nuôi ếch. Vừa làm vừa đúc rút kinh nghiệm, quy mô nuôi ngày càng mở rộng. Không chỉ nuôi thương phẩm, ông còn nuôi ếch sinh sản, cung cấp giống cho thị trường. Bình quân mỗi năm xuất bán khoảng 30 vạn con ếch giống với giá 15.000 đồng một con, hai lứa ếch thương phẩm khoảng từ 8 đến 9 tấn một năm. Sau khi trừ chi phí, thu lợi nhuận 900 triệu đến 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, gia đình ông Minh còn nuôi cá, lợn, gà và trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, được tổ chức hội đánh giá cao. Từ cái mô hình này thì là ông cũng đã hàng năm cũng đã là tạo việc làm cho các cái lao động ở địa phương từ 5 đến 7 triệu đồng trên tháng. Thành công của gia đình ông Minh đang thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi tại địa phương, hiện lên đến 150 hộ gia đình. Học tập và được ông Minh giúp, 6 hộ gia đình khác ở Cốc San cũng đang xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp tương tự cho thu nhập ổn định. Nhà ông Minh, Lý Văn Minh là một trong những hộ gia đình là sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Hiện nay đối với mô hình tổng hợp của gia đình nhà anh Minh này cũng thúc đẩy cái phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và giúp đỡ cho các cái hộ gia đình là nghèo để vượt lên để làm giàu chính đáng. Không chỉ là người dãy đầu tiên ở Cốc San thành công với mô hình nuôi ếch thương phẩm, cách làm của gia đình ông Lý Văn Minh thể hiện sự tự tin vươn lên làm giàu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. Ngày 12 tháng 7, Ban Vận động Hiến máu Tình nguyện huyện Bắc Hà phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu Tình nguyện năm 2023. Với tinh thần mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, Ngày hội Hiến máu Tình nguyện năm 2023 huyện Bắc Hà đã thu hút sự tham gia của gần 1.000 cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, người lao động, tình nguyện viên đến từ các cơ quan đơn vị trường học, doanh nghiệp trên địa bàn.
Kết thúc đợt hiến máu, Ban Vận động Hiến máu Tình nguyện huyện đã thu được trên 350 đơn vị máu, chuyển về Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, kịp thời phục vụ công tác cấp cứu điều trị cho bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, đường vào thôn Móng Xến 2, xã Trung Trải, thị xã Sapa, nơi sinh sống của hơn 100 hộ dân, trước đây là đường mòn, bám quanh đồi núi dốc, nay đã được thay thế bằng con đường bê tông xi măng rộng rãi. Kết quả này có được từ sự đầu tư của nhà nước và chung sức của bà con trong xây dựng nông thôn mới. Chỉ cách quốc lộ 4E khoảng 2 km, nhưng mỗi khi người dân thôn Móng Xến 2 có hàng hóa nông sản muốn bán hay muốn mua vật liệu về xây dựng nhà cửa, họ lại phải tốn bao công sức, chi phí và thời gian vận chuyển. Nhưng đó là câu chuyện của những năm trước. Còn nay, đường vào thôn đã được mở rộng, đổ bê tông xi măng. Bà con vô cùng phấn khởi khi đi lại thuận tiện, khoảng cách được rút ngắn. Trước đây nó đường nó không có đường đi, thì bây giờ nhà nước hỗ trợ cho cái dân đường vào nông thôn thì mình là mình như người với hiến đứa, nhưng mà mình cũng tạo được điều kiện cho người dân nó có đường đi lại. Với nhiều giải pháp, trọng tâm là công tác tuyên truyền cùng với đầu tư của nhà nước, địa phương chú trọng huy động nguồn lực từ sức dân, phát huy vai trò tiên phong của đảng viên, người có uy tín. Cách làm này tạo được sự đồng thuận ủng hộ của bà con trong thôn. Tôi là người uy tín ở trong cái thôn ấy, thì kết hợp với trưởng thôn và bí thư chi bộ họ thôn để tuyên truyền cho bà con. Bà con bây giờ đã như chí hiến đất để cho nhà nước để giúp mở cái đường là đổ bê tông như thế này, thấy đi lại rất thuận lợi cho thôn, rất là tốt. Mới đầu thì cũng khó khăn, sau nhiều lần tuyên truyền thì đi nhiều lần tuyên truyền thì đi vào một số thực tế, vào một số những cái hộ dân mà đường đi mà vướng đất của các hộ dân ấy thì tuyên truyền cho người ta nắm được, hiểu được những cái khó khăn. Ví dụ sau này mình có con đường đi ấy thì tiện lợi. Với trên 100 hộ dân sinh sống, tất cả đều là đồng bào dân tộc Mông. Mặc dù kinh tế còn nhiều khó khăn, tuy nhiên bà con thôn Móng Xến 2 đã đồng thuận mở đường. Cùng với hiến trên 5.000 mét vuông đất ruộng nương, nhiều cây cối hoa màu và tài sản khác. Con đường vào thôn nay đã rộng rãi, mở ra cơ hội mới để bà con vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống mới. Trong vòng hơn một tháng, đồn biên phòng Simacai đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án về tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra tại địa bàn biên giới do đơn vị quản lý. Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 29 tháng 6, quá trình tuần tra tại khu vực Mốc 171 thuộc tổ dân phố Xín Trải, thị trấn Simacai, tổ công tác đồn biên phòng Simacai phát hiện một số người tại bờ sông biên giới có biểu hiện nghi ngờ và mời về đồn làm rõ. Tại đồn, Hàng Thị S, trú tại xã Xín Chén, huyện Simacai, cùng Hờ Thị X và Hờ Thị D cùng trú tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên khai nhận S và D đều lấy chồng và cư trú tại tỉnh An Huy, Trung Quốc. Các đối tượng này thuê giàng Xeo Lìn với giá 1.100 nhân dân tệ tìm cách vượt biên. Khi vừa nhập cảnh trái phép về Việt Nam thì bị phát hiện bắt giữ. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 14 tháng 5, tại khu vực mốc biên giới 172 thuộc thôn Lù Dì Sán, tổ công tác đồn biên phòng Simacai phát hiện 4 công dân có dấu hiệu vi phạm. Các đối tượng gồm Hầu Mìn Ca và Hầu Mìn Tê, trú tại xã Nậm Mòn, huyện Bắc Hà, khai nhận vượt biên sang Trung Quốc từ năm 2018. Cả hai thuê một đối tượng người Trung Quốc đưa tới bờ sông để vượt biên về Việt Nam. Hai đối tượng còn lại là Vàng Xín Hòa và Vàng Ỉ Hai, móc nối đón người nhập cảnh trái phép. Đồn biên phòng Simacai đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra theo thẩm quyền. Chuyển sang những thông tin trong nước. Theo Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương đang đẩy nhanh tiến độ chấm thi theo kế hoạch, đảm bảo nghiêm túc đúng quy chế. Nhiều đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra cụ thể chi tiết công tác chấm thi tại một số địa phương, đảm bảo an toàn và đúng quy chế. Theo kế hoạch, chậm nhất 17 giờ ngày 15 tháng 7, các sở giáo dục và đào tạo sẽ hoàn thiện kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và gửi dữ liệu điểm bài thi cả tự luận và trắc nghiệm về Bộ. Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương sẽ công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 18 tháng 7.
Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông ngoài việc được sử dụng để xét tốt nghiệp cho học sinh, còn căn cứ để đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Nhiều người đã xác lập tài khoản định danh điện tử mức 2 đang băn khoăn về thời hạn lưu trữ thông tin tài khoản định danh điện tử là bao lâu. Theo Điều 21 Nghị định 59 của Chính phủ quy định, thông tin về tài khoản định danh điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và xác thực điện tử. Thông tin lịch sử về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử được lưu trữ trong hệ thống định danh và xác thực điện tử với thời hạn 5 năm kể từ thời điểm sử dụng tài khoản. Như vậy, thời hạn lưu trữ thông tin về tài khoản định danh điện tử là vĩnh viễn. Dù công dân có đổi hoặc không sử dụng chiếc điện thoại thông minh đã có nữa, thì mọi lưu trữ trên ứng dụng VNEID vẫn còn nguyên. Giai đoạn 2021-2030, tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn của tỉnh Điện Biên đạt gần 3.400 hectare, sản lượng đạt cao với trên 22.000 tấn. Trồng cây ăn quả đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh thoát nghèo bền vững. Để phát triển mở rộng diện tích cây ăn quả, nâng cao giá trị sản phẩm, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã chú trọng phát triển cây ăn quả theo hướng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, tỉnh đã xác định các khu vực phát triển trọng điểm về cây ăn quả gồm huyện Điện Biên, Mường Ảng, Tuần Giáo, Mường Trà và thành phố Điện Biên Phủ. Nông dân Ninh Thuận đang vào mùa thu hoạch hành tím. Được mùa, được giá, đầu ra thuận lợi, bà con có thêm động lực để tiếp tục vụ sản xuất mới. Củ hành tím tươi đang được nông dân bán tại ruộng từ 42.000 đồng đến 47.000 đồng một kg. Hành tím giống từ 65.000 đồng đến 70.000 đồng một kg. Theo các hộ trồng hành, đây là mức giá cao nhất trong năm nay. Bình quân mỗi sào hành đạt 1,5 đến 2 tấn của một vụ. Chi phí giống, phân bón, vật tư khác khoảng 25 đến 30 triệu đồng. Với giá bán hiện nay, trừ chi phí, nông dân có lãi hàng chục triệu đồng một sào. Mỗi vụ hành trong điều kiện thời tiết thuận lợi chỉ kéo dài chưa tới 2 tháng. Do vậy, một năm người trồng có thể xuống giống nhiều vụ. Tỉnh Ninh Thuận hiện có khoảng 900 hectare hành tỏi cây gia vị các loại. Hành tím Ninh Thuận có màu sắc đẹp, củ to, chắc, thơm nồng. Để được lâu, rất được người tiêu dùng ưa chuộng. Ngày 11 tháng 7, Nga tuyên bố châu Âu đang mắc sai lầm khi chưa hiểu rõ những nguy cơ từ quyết định di chuyển cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đến gần biên giới với Nga, nhấn mạnh đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng xung đột hiện nay ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin đưa ra tuyên bố trên sau khi nhật báo The Times của Anh đưa tin Tổng thống Litva đã đề xuất thành lập các căn cứ thường trực của NATO gần biên giới với Nga và hủy bỏ một thỏa thuận giữa Nga và NATO từ năm 1997. Trong đó nêu rõ, không triển khai vũ khí hạt nhân và lực lượng chiến đấu đáng kể thường trực trên lãnh thổ các nước thành viên mới của NATO. Bên cạnh đó, người phát ngôn Điện Kremlin cũng đề cập tới khả năng Ukraine gia nhập NATO, cảnh báo vấn đề này rất nguy hiểm với an ninh châu Âu và tiềm ẩn những nguy cơ rất lớn. Vừa qua, Hội đồng châu Âu đã thông qua các quy định mới nhằm tăng cường các quy định về tính bền vững đối với các loại pin và pin phế thải. Thông báo của Hội đồng châu Âu cho biết quy định mới liên quan tới toàn bộ vòng đời của pin, từ khâu sản xuất đến tái sử dụng và tái chế, theo đó đảm bảo sự an toàn, bền vững của sản phẩm này. Quy định sẽ áp dụng đối với tất cả các loại pin, bao gồm tất cả các loại pin di động phế thải, pin xe điện, pin công nghiệp, ắc quy khởi động, chống sét, hệ thống đánh lửa và ắc quy cho phương tiện giao thông hạng nhẹ. Các quy định trên đã được Ủy ban châu Âu EC đề xuất từ cuối năm 2020. Dự kiến văn kiện này sẽ được EC và Nghị viện châu Âu ký thông qua và chính thức có hiệu lực 20 ngày sau đó. Cuối tháng này, nhà đấu giá nổi tiếng Sotheby's ở New York, Mỹ sẽ tiến hành hai phiên đấu giá đặc biệt với vật phẩm rất độc đáo. Đó là bộ xương hóa thạch của hai kẻ săn mồi thời tiền sử, một trên trời và một dưới biển. Đây là khung xương một con thằn lằn đầu rắn cổ đại. Nó được phát hiện vào năm 1990 tại mỏ đá ở Anh. Các nhà khảo cổ đặt biệt danh cho mẫu hóa thạch này là Nessie. Mẫu hóa thạch này ước tính có giá từ 600.000 đến 800.000 đô la Mỹ. Trong khi đó, một vật phẩm hiếm hoi khác cũng được đưa ra đấu giá, chính là bộ xương loài thằn lằn bay, không răng, thuộc kỳ phấn trắng, với sải cánh gần 6 mét được phát hiện tại bang Kansas, Mỹ. Ước tính hóa thạch có niên đại hơn 83 triệu năm này có giá trị từ 4 đến 6 triệu đô la Mỹ. Dự kiến phiên đấu giá sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 7 tới đây.
Cặp gấu trúc song sinh đầu tiên đã chào đời tại Hàn Quốc thông qua nhân giống tự nhiên, đánh dấu thành tựu hợp tác nghiên cứu giữa Trung Quốc và Hàn Quốc về loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này. Gấu trúc mẹ Ai Bao 9 tuổi sống tại công viên giải trí Everland, sinh đôi hai con gấu trúc cái vào ngày 7 tháng 7. Cặp gấu trúc song sinh này là con của Ai Bao và bạn đời Lê Bao, 10 tuổi. Cả hai con gấu trúc này đều được gửi từ Trung Quốc năm 2016. Cơ hội để một con gấu trúc sinh đôi được cho là chỉ từ 40 đến 50%. Gấu trúc cũng được biết đến là loài cực kỳ khó thụ thai và sinh con. Everland đã trở thành vườn thú đầu tiên ở Hàn Quốc nhân giống thành công cặp gấu trúc song sinh một cách tự nhiên. Chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.